Bây giờ mình sẽ đi qua ngôi chùa để cho bạn nhìn thấy được là chùa Di Lặc ban ngày nó như thế nào nha. Và bạn theo chân mình. Trước tiên mình phải vượt qua con đường này. Dạ. Vui lắm. Dạ. Việc phá lên đường muốn chạy cho mình coi. Dạ. Ở nhà nó buồn. Cho con ở trong khu đó với ba mẹ hả? Dạ con ở với ba thôi à, mẹ con bỏ đi rồi. À. Con có đi học không? Dạ không. À, con có đi học hả? Coi con biết chữ không? Dạ biết. À ai dạy chữ cho con? Dạ ba. Ba dạy chữ con hả? Quan Âm và Phật Thích Ca. Những cái phần mộ theo mình tìm hiểu mình biết thì những cái phần mộ mà đặt ở trong ngôi chùa như vậy á là những cái Phật tử họ mua đất để mà họ chôn cất ở trong chùa. Thì mình thấy được là ở trong này nó còn vắng lặng hơn ở bên kia nữa. Và bạn biết là quay ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa không phải là một cái chuyện đơn giản, bởi vì ta hiểu là gì, hai con người, hai cái thực thể sống. Và ở đây là tổng thể thì nghĩa trang Bình Hưng Hòa có tới hơn 70.000 ngôi mộ. 70.000 ngôi mộ. Một cái điều mà mình thấy được ở đây là nó có cái vị trí thuận lợi trong cái nghĩa trang Bình Hưng Hòa, bởi vì mình nhìn thấy bốn mặt thì của nó, nhìn thấy bốn mặt của nó là cây xanh rất là nhiều và nhiều năm tuổi. Và những cái gốc cây như vậy trong một cái khu là ít người lui tới như vậy thì cái chuyện tự tử nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì ít người chú ý và người ta sẽ không có cái động thái gọi là giải cứu cái người tự tử ha, trực tiếp cho các trường hợp như vậy. Nhìn lên những cái ngôi mộ như vậy thật là không dễ chịu, không dễ chịu chút nào nha. Bởi vì có thể mình lầm tưởng những cái cột đá từ cái bia mộ đó, mình lầm tưởng là có người đang đứng ở ban đêm ở đây. Nếu mà đi xuống thì không phải là